Dạ sư cho con hỏi thế nào là tự chế, thế nào là tự điều. Kính chị ân sư. Đôi khi quý vị phải trích dẫn cái câu kinh có cái đoạn này ha. Chứ bây giờ tự chế theo kiểu hiểu thế gian là cái gì đó mình tự chế thì nó là tự chế. Còn cái gì mình tự điều chế thì người ta dùng là tự điều chế. Cho nên quý vị hỏi cái từ này là nó cũng chất quớt ha. Tuy nhiên có một số câu kinh đó, có cái sự tương tự là sự tự chế phục hoặc là tự tiết chế, thì nó là nằm trong cái phần ít muốn biết đủ á. Tự hạn chế cái sự hưởng thụ của mình, hoặc là mình tự điều phục tâm của mình, tự chế ngự tâm của mình.